ngày gì đâu mà con mình như con ở vậy chàng. Mới sáng sớm mất dậy kêu xuất văn nữa, bắt mình làm công chuyện rồi. Thằng ông nội nào cô tôi được, cưới tôi giùm cái đi chàng. Xong chưa, làm bẹp hoài. Dặn xong rồi. Mày thích nạt không? Cái gì? Sáng sớm nhậu sớm mày? Mọi mạng gì chưa? Dứt 5 phút nữa tao xách cái đít không qua liền. Ông cố ơi, ngồi màn mày lo hết trơn rồi, không xách cái đít không chứ xách gì. Thôi mệt quá. Hồi tao mua nước đá được chưa? Mày mua mày ướp mày luôn hay gì mà mua 10.000 đá dữ vậy? 5.000 là đủ rồi. Ừ. Còn có 5.000 kia đi mua 10.000. Đi đâu dữ hả? Tôi hỏi ông đi đâu sao ông nói? Đi câu cá chưa về ăn cơm. Đi lẹ đi. Bãi kèo luôn nghĩ chứ trời. Lô, bể kèo rồi mày ơi. Tay chân gung hết trơn luôn mày chứ. Giờ đi câu cá không biết câu nổi không nữa. Đồ cáo vía của tao ai làm gách vậy trời. Nhớ à. Gì vậy ông anh? Mày làm gì ở trển vậy? Giá nóc nhà chứ gì. Mưa giọt tà lé trơn nè. Kêu kêu gì? Cái áo của tao ai phơi giỏi dữ vậy? Giỏi là tôi không đó. Nãy phơi đồ gách cái áo chút xíu làm gì dữ hả? Gách ba lỗ vậy mà mày nói chút xíu hả? Mày đền cho tao. Trời ơi trời. Ông quan trọng cáo hơn tôi nữa anh hai. Ừ đền mày. Cạn đìa mới biết lóc chê. Mày mốt đầu ông tự phơi đi nha. Rồi đi đền. Nhiêu? 3 lỗ 1 lỗ 50, 3 lỗ 150. Cái áo thì góp vô đền 150. Ngoài chợ bán 100.000 ba cái gì cha. Cái áo mang cái giá trị tinh thần của tao mày hiểu không? Tao đi câu cá một chút xíu về mà mày chưa có tiền mày đền là mày tới tan mày với tao. Lỗ 50, mà lỗ 150. Ông cố nội này đi câu cá ở Mỹ gì mà lâu. Đấy nè bà. Mệt hả? Như đâu? Đi chơi với bạn đó rồi. Nè. Có 50 vậy? Nó làm gách cái áo của tôi. Tôi kêu nó đền 1 lỗ 50. Nó đưa vậy là sao? Nó nói tôi nghe rồi. Gách có 1 lỗ thì nó đưa 50 chứ làm sao? Đây nè, đây nè. Gách 3 lỗ chứ lỗ gì? Đó, có 1 lỗ chứ 3 lỗ hồi nào. Ông ghét đầu óc sao á. Uống Phật quyết đi cha.